Sáng nay, Công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm sát hại một người phụ nữ trong khách sạn. Theo thông tin ban đầu, đây là một vụ án giết người cướp tài sản vô cùng dã man. Nạn nhân hành nghề mại dâm, tạm trú tại khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Sau đây là thông tin chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 10, một nam thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy không biển số tới thuê phòng tại một khách sạn trên đường số 1 khu tái định cư Bình Chiểu, thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Một lúc sau, một người phụ nữ lên phòng với thanh niên này. Sau đó, thanh niên này xuống trả phòng rồi rời đi. Chủ khách sạn không thấy người phụ nữ kia xuống nên lên kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã chết, có dấu hiệu bị xiết cổ, trên người chỉ mặc chiếc áo. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thu giữ một sợi dây kẽm nghi là dùng để xiết cổ nạn nhân. Tại con đường phía sau khách sạn, công an tìm thấy túi xách của nạn nhân, nhưng tài sản có giá trị bên trong đã bị lấy đi. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Thị Lan, 45 tuổi, quê Lào Cai.